Hello mọi người, đầu tiên mình xin chúc các bạn Giáng sinh vui vẻ nhá. Vâng, hôm nay thì mình sẽ làm về cây gậy Noel rất là đẹp. Rồi, hàng mới vào này, úi dồi, cũng cầm gậy Noel luôn, chất. Rồi, chân dài này, sau này cũng có ấy. Ui, cầm xẻng kìa. Nè thôi, gậy này không ăn được xẻng đâu. Cứ cố làm cái gì, em biết thần biết phận mà. Ui, hai chân dài luôn, phang phập nhau đi các bạn ơi. Một thằng cầm gậy thông đít, còn một thằng cầm xẻng. Úi dồi, hai con Athena kinh vãi nồi. Á, à, thằng này hóng hớt này. Mày hóng chân dài này cưng. Úi dồi. Và ngay vào mặt nhưng không hết sọt. Gì đây? Này cũng hóng chân dài này. Úi dồi, thôi. Thôi, mình có phải là gái đâu, thông đít làm gì. Ai chết nhầm. Bình tĩnh, bình tĩnh. Bình tĩnh, bình tĩnh. Úi dồi, chân dài thế. Vâng, cứ nhìn vào cặp chân dài thôi mà cứ nghĩ là chém vào chân thì nó không chết được. Ê, úi dồi, chân dài nó bị phập chết rồi. Đến thế. Vâng, gậy thông đít nó không có tác dụng nhiều. Đổi vũ khí khác đi bạn ơi. Mà vũ khí khác thì đừng có cầm xẻng là được rồi. Sợ nhất mấy thằng xẻng đập kinh dị. Rồi, đến đây kiếm hàng. Úi dồi, cái gì cơ? Mình tính xem nào, mình còn có 25 tiết. Con này nó chém thường cái cũng đi luôn anh em ạ. Xẻng kia. Thì mệnh thằng xẻng. Cút ra, tôi xong rồi. Té, trời ơi. Mình biết ngay là nó ép mình vào chân tường để nó hiếp rồi mà. Thế không né được. Cày thế. Đúng, bọn này chơi dã man quá anh em ạ. Cái gậy này nó cực kỳ là khó chơi anh em ạ. Những bạn nào có cơ hội được trên tay trải nghiệm thì các bạn sẽ biết được cái độ khám lọ của nó là như nào. Rất là khó chém. Lẫn chém thường đến chém đặc biệt. Thằng kia nó cũng cầm gậy kìa. Vâng, nhìn thôi, có ăn được đâu. Đấy, nó là khám lọ. Khi cái gậy nó dí vào người cũng chưa chắc là biết ăn được hay không nên. Chưa chắc đâu. Cái thằng này mày thích ruồi mũi này. Rồi mỗi một thích ra vào này. Ôi, lại ngồi định mệnh. Nghĩ gì? Thích ngồi à? Thằng này cũng ngồi này. Các bạn thích ngồi ghê đấy. Xoay lưng lại này. Bố mày nghĩ gì? Vâng, tôi cứ tưởng là mình nó vô hại các bạn ạ. Xoay lưng lại cơ. Xoay lưng lại cơ. Ôi, cầm liềm cắt lúa ghê thế. Vâng, mùa này không phải là mùa gặt đâu. Cầm liềm cái gì? Ảo ấy nhở. Nó chém ảo thế. Ảo lòi. Mày ảo này con. Con lợn này. Con lợn này. Rồi. Con thằng gậy. Úi dồi. Nhảy xuống. Mày nhảy xuống mày chạy đâu. Đấy. Con lợn này. Mày chạy đâu. Ô. Vào đầu cũng chết kìa. Bị mệnh. Ảo lòi. Vâng, ping nó khá là cao. Mà như này cũng không cao lắm đâu. Như này là chơi được. Ủa ôi, chơi móc lốp kìa. Cố nạn thế là cùng. Anh em đâu, bơi hết vào đây. Thôi, chim lợn với nhau. Chim lợn với nhau. Vừa xong rồi. Thằng level 11 bị mệnh nữa. Đứng một chỗ nó chém. Cạn lời. Cũng pha đấy mà cây này nó rớt xuống. Nhìn tí nữa là thằng kia nó đi luôn rồi. Double kill nó hiện lên. Ôi lòng tôi nó sao xuyến. Đúng rồi, chim chuột với nhau này. Này thì chim chuột này. Bố mới phá đám. Đù. Chém xa đấy nhở. Đù. Ơ, nó lao vào như đúng rồi vậy mà. Không ăn được thằng nào. What the hell. Vâng, tôi là ai. Ôi, cầm rìu kìa. Ôi, thôi. Ghê thế. Vâng, rìu chém bằng một tay thôi. Cảm giác chất chơi người rơi. Ôi, bây giờ cảm giác cái tay kia nó thủ kiểu gì. Ảo lòi vậy. Đi mệnh, tự dưng hai thằng nó đứng im luôn ạ. Đùa. Thật là hư cấu đi mà. Rồi cấu kiếm. Ôi, thằng kia nó cầm xẻng nó vờn kinh quá. Lên tận 19 mạng rồi. Ai chơi. Con xẻng nó đua top cực kỳ là nhanh. Đỉnh chịu thôi, bọn này nó đập xẻng nhanh thế mà. Ai chơi được. Thì chúng ta sẽ tiếp tục trận nữa.
Vâng, trận này chắc mình nghĩ mình sẽ cố gắng lấy cái top. Rồi. Ủa ôi, xẻng nhiều thế. Ơ, đập trúng người không chết này. Ê, con lợn này. Mày không chết này. Ơ, bọn này chơi ảo lói nhở. Vâng, không sao, vẫn ăn được double kill. Tuyệt vời. Ủa ôi, lại xẻng. Mệnh đi vòng nào, vòng đấy là xẻng. Đây bây giờ xẻng VIP luôn cho nó chất. Vâng, mày lại đây. Bố mày sợ mày quá đấy. Bố mày sợ mày quá đấy. Con lợn này. Bố mày sợ mày quá. Úi dồi, cứ đập bao nhiêu lại cứ mít bấy nhiêu. Thì mày chán vãi. Rồi. Nó chém ở đầu kia, mình chết ở đầu này. What the fuck? Tôi là ai? Tôi là đâu? Tôi đang làm gì này? Mày lên đây thì con lợn này. Thích đi lên không? Vâng, cố gắng đua top nào. Ủa ơi, xẻng VIP kìa. Kinh vãi. Ông mình sẽ cố gắng ăn thằng xẻng VIP thôi. Sợ trận này không thể đua top được rồi. Đập như đúng rồi vậy. Vâng, nhà này. Nhà này là của nó. Map này là của nó. Úi dồi ôi, ghê thế. Vâng, xẻng thì khó ăn lắm. Kỹ thuật cao cơ. Thằng này đập như thần ý. Còn nó đi đến đâu là chết đến đấy. Mày tha cho người ta với. Ăn như gì. Lồi mồm với con. Lồi mồm với con ạ. Rồi thằng này. Gì đấy. Gì đấy thằng này. Mày tóc biến này. Tóc biến này cưng. Cỡ nào cũng chết thôi bạn ơi. Đi tìm thằng xẻng VIP giết nào. Mày cứ đè thằng xẻng VIP giết thôi. Bố mày chả sợ. Dù sao cũng không lấy được cái top rồi. Giết nó đã. Tính sao. Rồi vờn nhau đầu kia kìa. Mình sẽ liều mạng. Vâng, lại đây, có lợn này. Con lợn, úi dồi, mít. Úi dồi ôi. Bao nhiêu pha túng thì không chết. Phải nồi. Đôi lúc hư cấu nó làm mình tệch một cách điên cuồng ấy. Rồi mình sẽ cố gắng ra ăn lại cái thằng sẻng. Mình cố gắng ăn cái thằng sẻng thôi. Sẻng này, ố. Đấy, các bạn thấy hư cấu không ạ? Vâng, mày lại đây con lợn này. Mày đừng ý thế, mày cầm sẻng nhá. Ôi, ép người. Ép người này. Mày, thằng có này. Nó cứ ỉ thế nó. Nhà nó buôn xe hơi thôi. Ôi, đổi sang gì đây. Ôi, thằng khác. À, lại. Nó đổi sang rìu. Đổi sang rìu anh em ạ. Rồi. Vâng, ăn được thằng khác thì bị thằng rìu nó chém chết. Cay. Gì đây, thằng nào đây. Mình cần cái thằng cầm sẻng đâu rồi. Úi dồi ôi, nó đổi sang cái con gì. Ôi, toàn sẻng đây. Chơi chán thế. Vâng, vòng toàn sẻng thôi. Chịu rồi. Úi dồi ôi, nó đùa top kìa. Giật top như gì. Vâng, nó chơi sẻng không ăn. Nó bắt đầu chuyển sang rìu. Đấy, rìu. Kinh vãi. Thực sự là mình không thể ăn được cái thằng này. Nó chơi hay mà. Đây, 198 rồi, cầm VIP nữa. Mệnh. Mày thử cầm cái gậy Noel xem. Thế luôn, thằng này đéo biết chơi luôn ý. Khó vãi cả nồi. Ghét cái thằng cái sẻng VIP như kiểu nhà của nó ấy. Mệnh, đi đến đâu chết đến đấy. Dã man. Vâng, mình sẽ nghỉ clip tại đây. Các bạn xem thấy hay đừng quên like.